Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tiếp vân mến chúc quý vị một mùa phục sinh an lành và thánh đức trong tình yêu Đức Kitô. Tin Vatican Đức Thánh Cha đọc sứ điệp phục sinh, ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ, bên trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh, ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới. Mở đầu sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chúc một mùa phục sinh tốt lành, hạnh phúc và an bình. Hôm nay trên khắp thế giới, lời công bố của giáo hội được vang lên, Chúa Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại như lời người đã phán hứa. Alleluia. Trước bối cảnh thế giới đang gặp khó khăn của đại dịch, khủng hoảng kinh tế và xã hội, nghèo đói tăng cao, chiến tranh phát triển với vũ khí hiện đại, Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy niềm vui phục sinh giúp ta không mất hy vọng. Đó không phải là một ảo vọng của bóng ma hay thiên thần, nhưng đó là một con người Giêsu và là con Thiên Chúa đã chiến thắng tất cả. Ngài mặc lấy sự yếu đuối mỏng giòn, thậm chí cái chết của chúng ta. Ngài đã được Chúa Cha siêu tôn và là Chúa chúng ta mãi mãi. Các nhân chứng trong tin mừng đều nhắc đến các vết thương ở tay, chân, cạnh sườn của Chúa Giêsu phục sinh. Tất cả những ai đang trải qua thử thách đau đớn của thể xác hay tinh thần đều có thể nương tựa nơi vết thương ấy. Nơi Chúa Giêsu phục sinh, họ nhận được ân sủng và niềm hy vọng Dẫn chứng cụ thể, Đức Thánh Cha nhắc đến các bệnh nhân trong đại dịch COVID-19, rồi đến những người đang gặp khó khăn trong việc làm, đời sống, kinh tế, xã hội. Các trẻ em nghèo không được đến trường cũng như không có thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè cũng được Đức Thánh Cha lưu ý. Hơn hết, Ngài nhắc đến các vùng đang xảy ra chiến tranh, tất cả cần được ánh sáng chú phục sinh tái sinh cuối cùng đức thánh cha nhắc biến cố phục sinh đương nhiên đưa chúng ta đến jerusalem chúng ta cầu xin chúa ban cho hòa bình và an ninh trên miền đất jerusalem để miền đất này có thể đón nhận lời kêu gọi trở thành một nơi gặp gỡ nơi tất cả mọi người có thể coi nhau như anh chị em với nhau và nơi người israel và người palestine sẽ khám phá lại sức mạnh của đối thoại để đạt được một giải pháp ổn định cho phép hai nhà nước song hành tồn tại trong hòa bình và tịnh vượng. Kết thúc, Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi buồn khi nhiều nơi không được thoải mái cử hành thánh lễ phục sinh. Chúng ta cầu nguyện rằng những hạn chế đó, cũng như tất cả những hạn chế về quyền tự do thờ phượng và tôn giáo trên toàn thế giới, có thể được dỡ bỏ và mọi người được phép tự do cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa. Tin Á Châu. Hội thảo về nước của các giáo hội Kitô châu Á. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, trang web Vatican News đưa tin, trong những ngày vừa qua, hội đồng Kitô giáo châu Á, gọi tắt là CCA, tổ chức hội thảo trên web về chủ đề giảm tiếp cận nguồn nước an toàn ở châu Á. Các tham dự viên đều cho rằng, các giáo hội Kitô ở châu Á cũng như các tổ chức tôn giáo khác các phong trào xã hội dân sự có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Thực vậy, các kỳ tu hữu châu Á đều ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước cho tất cả mọi người. Ở châu Á, các vấn đề liên quan đến nước ngày càng trở nên cấp bách với những hệ lụy đáng lo ngại. Các mối đe dọa do biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng và phát triển không theo kế hoạch đã làm cho tài nguyên nước của lục địa này trở nên khen hiếm. Trong thời gian gần đây, khen hiếm nước đã làm giảm sản lượng lương thực, tắc nghẽn chuỗi cung ứng, mất đất đai và sinh kế, di cư với quy mô lớn. Những điều này cũng làm cho tình hình kinh tế và chính trị trở nên căng thẳng. Ông Matthew Torkunakara, tổng thư ký hội đồng Kitô giáo Châu Á nói các chuyên gia đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cuộc cải tổ thực sự và một quản trị dân chủ về chủ đề bảo vệ và ô nhiễm nguồn nước nước cần thiết cho sự sống quyền có nước không thể được giải thích cách trừu tượng nhưng phải được thiết lập trong khuôn khổ an ninh con người an ninh con người về cơ bản đó là tự do khỏi nỗi lo sợ và nhu cầu và mối tương quan của nó với quyền có nước rất quan trọng và hiển nhiên ngày nay quyền tiếp cận nước nghĩa là có đủ nước sạch để sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đang là điều được quan tâm ở châu Á. Ông David Des, một tham dự viên nhận xét rằng hiện nay nước đã trở thành một mặt hàng giao dịch phức tạp như vàng và dầu. Các giáo hội phải ưu tiên các chương trình khẩn cấp, phù hợp và giá cả phải chăng và hợp tác với nhiều nhóm xã hội dân sự để có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước. Các tôn giáo phải trả lời một số câu hỏi cấp bách liên quan đến tính bền vững của lối sống hiện nay của chúng ta cho tương lai. Hội đồng Kitô giáo châu Á khuyến khích các cộng đoàn giáo hội cùng làm việc vì phúc lợi và thịnh vượng cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa, cùng dấn thân cho sứ vụ ngôn sứ, can đảm ủng hộ quyền có nước. Các giáo hội Kitô được mời gọi làm chứng trong cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng và công lý. Một trong các sáng kiến được các tham dự viên của hội thảo đề xuất cho giáo hội châu á là phát triển các chương trình học cụ thể trong trường chú nhật về nước và chăm sóc thủ tạo nhấn mạnh quan điểm kinh thánh thần học về việc bảo vệ nước với mạng lưới cơ sở rộng lớn các giáo hội có thể dùng để phổ biến thông tin về tầm quan trọng của nước và các mối quan hệ của nước với phẩm giá con người tin Đông Nam Á. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor. Ngày 4 tháng 4 năm 2021, trên trang web Vatican News đưa tin, Đức Thánh Cha Phan Cô nói rằng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt và lỡ đất tàn phá nhấn chìm một cụm đảo ở Indonesia và Đông Timor. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt xảy ra ở Indonesia và Đông Timor trong những ngày qua. Ngài cầu xin Chúa đón nhận những người đã qua đời, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người mất nhà mất cửa. Hơn 100 người đã thiệt mạng, nhưng con số vẫn liên tục được cập nhật do cơn bão Seroja đổ bộ vào miền đông Indonesia và Đông Timor với những trận mưa xối xả khiến các con sông bị tràn bờ. Lở đất và lũ lụt, nhiều con đường bị phong tỏa và các ngôi làng hoàn toàn chìm trong bùn đất, ước tính có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn người phải di tản, trong khi đó thời tiết xấu làm chậm các nỗ lực cứu trợ. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng ngày 6 tháng 4 là ngày quốc tế thể thao vì phát triển và hòa bình đã được Liên hiệp quốc thành lập. Ngài đưa ra lời kêu gọi trong đó khẳng định sứ vụ của thể thao. Đức Thánh Cha nói: tôi hy vọng rằng nó có thể tái khởi động kinh nghiệm về thể thao như một sự kiện đồng đội để thúc đẩy đối thoại liên đới giữa các nền văn hóa và dân tộc khác nhau đức thánh cha cũng khuyến khích hiệp hội thể thao vatican tiếp tục phổ biến nền văn hóa huynh đệ ngài nói về điểm này tôi vui mừng khuyến khích hiệp hội thể thao vatican tiếp tục dấn thân truyền bá văn hóa huynh đệ trong thể thao chú ý đến những người yếu đuối nhất để trở thành nhân chứng của hòa bình Hiệp hội thể thao Vatican được thành lập năm 2019. Đây không phải là tổ chức thể thao đầu tiên hoạt động trong nội thành Vatican, vì cả đội bóng đá của nhân viên Vatican và câu lạc bộ bóng chày Thánh Ferro đều đã tồn tại một thời gian, nhưng Hiệp hội thể thao Vatican là đơn vị đầu tiên ra đời và có trụ sở tại Vatican được công nhận ở nước ngoài, có thể tham gia vào tất cả các giải chạy quốc gia và quốc tế. Cơn bão Sentosa còn ảnh hưởng nhiều trên vùng này. Chính phủ nước này công bố tình trạng khẩn cấp và nghiêm cấm người dân cư trú hoặc xây dựng nhà ở gần sông. Cơn bão Sentosa đã khiến 100 người Đông Timor-Leste thiệt mạng và khoảng 10.000 người khác mất nhà cửa trước khi di chuyển đến Australia. Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho cư dân vùng này. Cầu mong Chúa Phục sinh sẽ ở cùng và an ủi họ trong hoàn cảnh khó khăn. một điểm tin giáo hội hoàng vũ của chúng tôi đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông của giáo phận phú cường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại